Xin chào mọi người ạ. Hôm nay dẫn mọi người đi xử lý một thuê bao AON. Cái công nghệ AON này thì cách đây được triển khai cũng rất là lâu rồi. Từ đợt mà chuyển sang công nghệ ZPON 2015-2016 thì những cái thuê bao nào mà ở xa không có hạ tầng ZPON thì cũng đã được linh động và chuyển gần hết về cái công nghệ ZPON rồi. Công nghệ AON này là đợt sau cái công nghệ cáp đồng. Cáp đồng sau đến cáp AON. Cáp AON thì đợt ngày xưa kéo rất là xa. Những cái thuê bao mà kéo cái đường dây ống lọng cách 3-4 cây số. Và đây là một thuê bao cũng rất là xa, cách trạm BTS của Viettel là khoảng 8 km. Từ đây chạy ra đường Hồ Chí Minh là 8 km, anh em ạ. Thuê bao này thuộc về cái công ty và cái gói cước của nó cao, cho nên là nó thuộc về khách hàng bạc. Khách hàng bạc này thì phải xử lý trong vòng 3 tiếng đồng hồ mọi người nhé. Ở đây thì nó chạy vào cáp to và có một cái điểm nối ở bên ngoài của công ty đó. Đây là một cái, trong này là một cái trang trại anh ạ. May mà sáng ngày hôm nay mình cũng chưa di chuyển xa, cũng vừa mới đi lanh quanh ở khu này thôi, thì sự cố vừa mới lên và mình sẽ xử lý luôn. Đợt này thì trang bị cái máy đo rồi nên yên tâm, không phải lần dây. Ở đây cái cột bên này là có một cái điểm nối này, đợt trước mình chuẩn bị để mình chuyển. Đây cái tủ di quan ở ngay bên này, và đây là cái cổng. Đây cái đầu phát này mình nối này, không biết hay là nó hỏng ở trong này nữa. Trước tiên thì mình cũng kiểm tra này trước đã. Đây là trang trại vịt. Mình sợ nó đứt ở đây ấy. Đứt ở đây thật anh ạ. À không phải. À đây. Đứt ở đây thật anh em ạ. Bởi vì mình cũng chưa thấy cái đầu nó ở đâu nhỉ. Cái này đợt trước là có cái dự định là chuyển lên cái ZPON rồi, công nghệ ZPON rồi, nhưng mà loanh quanh mãi cũng chưa xử lý được. Không biết cái dây nào nữa. Bây giờ mình sẽ lần cái đầu dây. Mình sẽ lần cái đường dây này để mình nối lại. Cái tủ cáp bên kia anh, khi nào mà chuyển đổi được sang cái công nghệ mới thì mình sẽ làm để nó đảm bảo được cái sự ổn định của đường dây.
Chưa thấy cái đầu dây của cái cáp này ở đâu. Mình sẽ phải trèo lên để tìm lần cái dây này xuống. Đây nha mọi sợi này. Những cái dây còn lại thì mình sẽ cắt hết đi. Đây là những cái dây ngày xưa lắp này, nhưng mà có cái tủ hộp cáp cho nên mình chuyển lên được rồi. Còn cái thuê bao này là thuê bao khách hàng doanh nghiệp cho nên là chuyển nó rất là phức tạp. Đợt trước cũng đã đề xuất kinh doanh để chuyển sang công nghệ GPON rồi, nhưng mà chưa thấy có phản hồi gì lại. Ở đây là cái cáp to cho nên anh em không nối được bằng diệp anh em nhé. Cái này chỉ có sử dụng máy hàn để có thể hàn lại thôi.
còn Diệp thì không chơi được. Anh nhìn giúp em xem cái wifi nó đã đủ đủ chưa anh, đủ đèn chưa? Vâng. Mấy cái dây như thế này anh em cắt cẩn thận nhé. Ở đây nó cũng có một cái dây sợi dây Zipon này. Loanh quanh lại cắt vào cái dây Zipon thì nó lại rách việc rồi. Đối với cái công nghệ Zipon thì nó xử lý nhanh hơn so với cái công nghệ Argon này anh em ạ. Nhưng mà cái để cái chuyển đổi lên cái công nghệ Zipon này thì ở bên kinh doanh nó phải làm chứ mình anh em mình nó không làm được cái đấy. Đợt trước thì chuyển được nhưng mà khách hàng doanh nghiệp này thì nó rất khó. Cho nên nó cũng phải chấp nhận. Cái này cũng đã đề xuất với kinh doanh rất là lâu rồi, mấy lần rồi. Nhưng mà chưa thấy có phản hồi gì. Alo ạ. À đây, nó sáng cả 6 đèn rồi đấy. Vâng anh thử kiểm tra mạng giúp em xem. Ok. Ở đây mà kiếm được cái chai nào thì tốt. Cái bom ấy. Bom thì mới cho vào được. Hồi trước là ở đây cũng có một cái bom như này này. Lúc nào mình sẽ kiếm một cái bom để mình buộc cái đầu dây này lại. Alo ạ. Vâng. Nó bị đứt ở ngoài này anh. Vâng. Vâng. Như vậy là đã xử lý xong cái khách hàng bạc này rồi mọi người nhá. Đấy, nguyên nhân là nó đứt ở đây rồi. Mình sẽ gửi lại cái đề xuất để chuyển lên công nghệ Zipon. Vì cái bản chất của công nghệ Zipon thì nó xử lý nó dễ hơn từ nhà đến tủ hộp cam này.
Còn nếu mà nó bị bất động, nó bất động từ tủ cáp này thì mình sẽ ngược về trạm thôi. Đây mình cũng xử lý rất là nhanh thôi, bởi vì cái này nó bị đứt ngay ở cái đầu nối ở đây. Mình sẽ vừa đi vừa để ý xem có cái chai nước nào không để mình có thể chạy qua chạy lại để có thể nối cho nó vào. Còn nếu mà không có thì mình cũng phải để hôm lúc khác mình sẽ chạy qua mình cho chai nước vào thôi. Để nó đảm bảo an toàn thì nên cho chai nước vào mọi người nhé. Mang sông chai nước, đấy là một mang sông gọi là huyền thoại. Đối với cái cắp to này thì chỉ có cho cái mang sông, nhưng mà mang sông bây giờ nó không cấp lãng phí như ngày xưa. Phải có những cái kế hoạch gì hoặc là đứt cáp mà đóng được cái vuốt tài sản, giảm trừ được tài sản thì mới làm được. Chứ công nghệ Zipon này thì cũng chả làm được cái gì. Khá oan. Tuy nhiên cái thuê bao A-ON này thì mình cũng đã có dự định chuyển lên cái Zipon, cho nên mình không có phải bảo vệ lại cái đường dây nữa. Đằng nào nếu mà chuyển lên công nghệ Zipon thì mình cũng phải thay lại dây. Cái lúc sự cố lên là lúc 8 giờ này, à đâu, 7 giờ 29, và chúng ta kết thúc xử lý sự cố vào lúc 8 giờ 01, mọi người nhá, 30 phút, bởi vì mình đã biết điểm rồi. Còn nếu mà anh em nào mà mới thì cái công nghệ A-ON này là anh em cũng phải trải nghiệm. Công nghệ A-ON nó sẽ chạy một mạch từ nhà khách hàng ra đến trạm luôn. Đầu còn công nghệ A-ON nhưng mà còn con vector 2 sợi quang cơ. 2 sợi quang phải có 2 người để xử lý mọi người nhé. Một người ở bên này xoay bút này, một người lần cáp này. Mà đợt đấy làm gì có máy đo. Đấy, toàn đi tìm những cái thuê bao cách 3-4 cây số để xử lý. Ngày xưa mà khách hàng nào gọi là có điều kiện, cái đấy nó cũng năm 2014, 2015 gì đấy thôi, cách đây khoảng độ 6 năm thôi, 6-7 năm thôi, công nghệ A-ON đợt đấy nó mới phát triển. Kéo những cái cáp to như cổ tay này, còn kéo đường dây thuê bao nó nhỏ hơn cái ngón tay là một chút, đó công nghệ A-ON. Chắc là không còn phải kéo dây nữa, để sử dụng không dây, sử dụng vệ tinh Starlink. Trên đây là quá trình mà xử lý một thuê bao A-ON. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nhé.